là quan cảnh cái đập mà người ta ngăn mặn nó rồi ghe xuồng đậu để mà mua lúa. Đậu ở ngay miền đập để mua lúa ở trong mấy cái kinh. Đang quay cái cảnh chiếc xe cuốc ở dưới xà lan chạy lên bờ.
chiếc xe tải nhỏ lên trên bờ. Xe cạp đất hay lên để mà múc đất chở cho người dân nào người ta cần lấy đất đắp nền đất rồi đó, là người có xe này cẩu rồi đem tới tận nhà cho người ta luôn. Đây là dịch vụ chở đất mướn.
cái này người ta múc đất rồi người ta chở vô, người ta đắp mấy cái nền, lấp mấy cái đìa. Xe cẩu múc lên xe tải nhỏ, xe tải nhỏ sẽ chở đất vô tới chỗ cần đổ. Mỗi xe này tính tiền công múc với tiền chuyên chở tới chỗ luôn là có 80.000 đồng một chiếc à. Rất là rẻ. Như các bạn thấy vậy là một chuyến rồi đó, một chuyến vậy là một xe vậy là 80.000 rồi đó. Bây giờ là chuyến thứ hai, mỗi một chuyến múc một xe vậy là người ta nói là 2 khối 2 đất đó. Chỉ có 80.000 đồng thôi.